Đó là câu chuyện ở các phòng bệnh. Còn tại những xóm trọ nghèo dành cho bệnh nhân chạy thận và những bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo, họ vừa phải chống chọi với bệnh tật, vừa phải lay lắt chống lại cái nắng nóng khắc nghiệt. Hãy cùng nhóm phóng viên VTC14 đến các xóm trọ để thấy bệnh nhân đang vất vả như thế nào trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm này. Ngõ 121 phố Lê Thành Nghị, Hà Nội là xóm trọ của hàng trăm bệnh nhân chạy thận nhân tạo từ các tỉnh thành. Họ vốn kiệt quệ về kinh tế nên chỉ đủ tiền bám trụ trong những phòng trọ tạm bợ, giá rẻ, chủ yếu là nhà trọ cấp 4 lợp bằng tấm fibro xi măng. Với nhiều người, nắng nóng phải chạy vào nhà, nhưng người đàn ông trải qua 15 năm chạy thận này lại ra cửa ngồi. Là mệt quá và giường nằm thì chiếu nặng nóng rồi. Hai người hàng xóm của anh Nguyên lại chọn cách chống nóng khác. Chiếc giường nhỏ được che bên ngoài bằng một tấm chăn ướt sũng nước. Nó như bức tường cách nhiệt với bên ngoài. Bên trên được căng một tấm chăn dày cũng ướt sũng nước. Người ngồi trong giường có cảm giác mát mẻ hơn hẳn vì được vây kín bởi những bức tường nước bằng vải. Cứ khoảng 30 phút, người bệnh lại chui ra khỏi giường để đổ nước mát lên chăn. Bên trong mình để một cái quạt nữa, mình quạt vào mình. Thì cái này nó hút cái nước ẩm ở cái chăn này vào, nó qua cái quạt nó vào, nó mát hơn. Nó ướt trên này, trên hấp xuống thì nó lại qua một cái lớp này, nó qua một tầm nước này. Nếu mát trời, họ còn có thể cố ra đầu ngõ bán trà đá, gom ve chai. Nhưng nắng nôi như thế này, ăn uống không nổi, chỉ còn sức nằm trong phòng ướt. Có khi nó thi thoảng nó còn có con gì nó cứ dưới đây nó chui, nó như con đẹp, nó hơi là nhếch nhác khó chịu nhưng mà nó không bằng là nóng. Một xóm trọ nghèo khác ở cổng bệnh viện Nhi Trung ương, hầu hết các phòng trọ cũng đều dựng tạm bợ bằng tôn và lợp mái bro xi măng. Đây là nơi sinh sống của hàng trăm bệnh nhi và người nhà, hầu hết các cháu đều mắc bệnh hiểm nghèo. Trong cái nóng nực, những đứa trẻ vốn đã kiệt sức vì bệnh tật này lại chẳng có giấc ngủ ngon. Bố mẹ thì thấy bình thường, nhưng các cháu thì cứ thấy toát mồ hôi ra thôi. Nơi đông đúc nhất của xóm trọ chính là chỗ đặt thùng nước vối và phích nước đá miễn phí cùng hai chiếc quạt công suất lớn của chủ khu trọ. Vâng, một cốc nước vối lạnh như thế này, dù nhỏ thôi nhưng đã giúp bao người dân xóm trọ nơi đây cũng như là các bệnh nhi giải tỏa được cơn khát và có thể chống chọi lại cái nắng gay gắt, cái nắng đỉnh điểm của thủ đô Hà Nội. Chủ của những phích nước lạnh miễn phí này chính là ông Hiệp. Nắng nóng lên đến đỉnh điểm thì là mình tăng cường, tức là một ngày mình mua độ 2 phích đá. Nhưng bây giờ một ngày mình mua 4 phích đá, và không những cái người ở trong xóm trọ mình và cả những khách vãng lai đi qua đi lại, người ta cũng được sử dụng. Người giàu có là người cho đi chứ không phải người nhiều tiền nhiều của. Cái nắng cái nóng ngoài kia như đang muốn thiêu đốt mọi thứ. Nhưng ở những xóm trọ nghèo này, cái nóng lại như dịu đi khi những con người bất hạnh đang hàng ngày đùm bọc, tương trợ lẫn nhau.